Lễ hội bắt đầu từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Bây giờ là 12 giờ trưa. Đông người quá, không biết mình có kiếm được chỗ đậu xe không đây. Rồi xa xa mình thấy có người họ tới sớm, giờ họ ra. Giờ mình có chỗ đậu xe rồi ha. Vô đậu thôi cả nhà ơi. Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hàng năm ở thành phố Kent, Washington State, có lễ hội quốc tế. Mình biết đã lâu nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mình mới tới để tham dự. Mời cả nhà cùng vào trong coi có gì ha. Mấy người này họ tới sớm, giờ họ đã về rồi nè cả nhà. Ở đây có cái xe của mấy chú lính chữa lửa cho các bạn nhỏ tới quay phim chụp hình nè cả nhà. Ngoài đây thì có những cái dịch vụ phục vụ cộng đồng như là về ngành chữa lửa. Thì ngành chữa lửa này họ đang để cái thông báo là nhận người. Rất là đông vui ha cả nhà ha. Ngoài ra thì có các cái dịch vụ khác giống như là về sức khỏe, dịch vụ báo và các dịch vụ khác vân vân. Đây là cái vòng quay, khi mà mình đăng ký vô cái dịch vụ của họ thì mình sẽ được trúng thưởng nha cả nhà. Đây là lễ hội quốc tế cho nên tất cả các nước đều có thể tới đây triển lãm những cái gì gọi là truyền thống của đất nước họ. Đây là cái quầy của người Mễ, họ quảng cáo về cái văn hóa ca múa của họ. Có rất là nhiều kẹo, mấy em nhỏ tới đây thì rất là thích, họ cho phi nha cả nhà. Bên đây thì là quầy của người Ấn Độ, họ triển lãm những cái quần áo và những cái đồ dùng hàng ngày của dân tộc họ ha. Chị này đang vẽ những cái bông hoa bằng chocolate lên tay mấy bạn nhỏ này. Khi mình tới đây thì mấy chị thấy mình quay phim cho nên mấy chị mời mình mặc đồ truyền thống của Ấn Độ để chụp hình, thì mình cũng thử ha. Chị đang mặc vô cho mình đó. Cảm nhận của mình khi mặc đồ truyền thống Ấn Độ thì nó cũng trang trọng như đồ áo dài truyền thống của người Việt Nam mình đó các bạn. Thì mình hy vọng là năm tới ở đây cũng có một cái quầy của người Việt Nam mình triển lãm về áo dài Việt Nam cho thế giới biết thêm về truyền thống của nước mình ha. Đây, xong rồi, cảm ơn mấy chị nha.
Đây, em gái Ấn Độ có đẹp không cả nhà? Nhà thì tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Giờ thì mình sẽ đi vô trong hội trường để coi những cái tiết mục đặc sắc của các dân tộc trên thế giới. Mình vô sau cho nên không có nghe giới thiệu tiết mục này của nước nào, nhưng mà có lẽ đây là của nước Nga đó cả nhà. Washington. They love sharing their passion for dance and their culture through the song and dance. Let's bring them out to the stage. Yeah. Đây là tiết mục múa của người Mễ. Vì vấn đề bản quyền cho nên nhạc ở phần này đã được thay thế. Thank you.
Đây là quà giới thiệu về những cái sản phẩm gia vị nêm nếm rất là cay ha cả nhà. Và kế bên là quầy cà phê. You want some coffee? We only have coffee. Yeah. Thank you. We have two coffees here. We have a little bit of menu as well. Thank you. Kế bên đây á là quầy bánh ngọt, bánh này 5 đồng. Bánh này 3 đồng. Vì là lần đầu tới đây cho nên mình không biết là phải có một cái cuốn sổ hộ chiếu như chị này giới thiệu ha. Thì tới mỗi quầy họ sẽ đóng dấu cho mình khi mà mình tham quan quầy của họ. You have a great day. Thank you so much. I think I got it on me more than I got it on people's papers. How are you? I'm fine, thank you. And you? So I'm number 7 and it's going to be Colombia. You're number 7? Yeah, so thank it's you. Colombia food. It's going to be on this side. South America comes from this side. Yeah. And then we have Colombian coffee in there, yeah. Thank you, nice to meet you. And if you guys want to sign up for a little cruise, there's a raffle going on today. Thank you. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha, bye bye!